chiếc váy vừa rơi xuống sàn cái kéo đã len lỏi qua khe hở của chiếc áo dây cắt đường ngọt lịm trong phút chốc nó đã hoàn thành nhiệm vụ và cô gái nằm vật ra giường cô ấy cứ nghĩ rằng lấy chồng tỷ phú sẽ là hạnh phúc viên mãn ai ngờ chẳng qua chỉ là món hàng để người ta chơi đùa qua ngày liệu số phận của nàng thiếu nữ chân dài ấy sẽ đi về đâu hãy cùng mình đến với nội dung của bộ phim hôm nay nhé elizabeth vừa kết hôn với một nhà khoa học giàu có tên henry sau tiệc cưới ông ấy đưa elizabeth về ngôi nhà nằm trên đỉnh nếu muốn xuống thì phải lộ đồi henry giới thiệu cô vợ trẻ với quản gia clare và người con trai cả bị mù của mình tên oliver đồ ăn đã chuẩn bị xong toàn cao lương mỹ vị cặp đôi lịch tuổi cùng nhau thưởng thức một bữa tối lãng mạn vậy nhưng henry cũng chẳng ăn gì nhiều bởi ông ấy còn để bụng cho việc gặm cỏ non đêm tân hôn diễn ra nồng nàn đặc sắc ngày hôm sau henry khiến elizabeth vô cùng ngạc nhiên với chiếc tủ đầy áp quần áo cô không thể ngờ chồng biết số đo ba vòng của mình mà mua đủ thứ đồ henry tận tình dẫn vợ trẻ đi tham quan khắp nơi trong ngôi nhà để cô ấy có thể làm quen với môi trường sống mới sau khi xem hết các phòng một cánh cửa bên hành lang thu hút sự chú ý của Elizabeth, cô tò mò hỏi Henry có gì bên trong. Ông ấy liền nhấn mạnh mọi thứ trong nhà đều là của vợ, nhưng riêng căn phòng này cấm kỵ, Henry bắt cô phải hứa sẽ không vào đó dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Lấy vợ về mới được một hôm Henry đã phải đi công tác, Elizabeth thức dậy trên chiếc giường lớn nhưng trống trải. Một mình ra hồ bơi cô ấy thả trôi rồi lượn vài vòng, cô gái trẻ cảm thấy có chút lạc lõng trong dinh thự rộng lớn. Khi Elizabeth đang khám phá ngôi nhà, nữ quản gia tới gần hỏi bà chủ có đói không. Trước khi Claire chuẩn bị bữa ăn, Elizabeth đã hỏi cô ấy vài điều về Henry, tuy nhiên Claire không muốn chia sẻ bất kỳ thông tin nào về ông chủ. Cả ngày chỉ ăn và chơi, Elizabeth đã thay không biết bao nhiêu bộ đồ, đeo biết bao nhiêu bộ trang sức. Buổi tối hôm đó sau khi Elizabeth đi tắm thì thấy quản gia đã về nhà, cô ấy khó ngủ và tò mò về căn phòng cấm kỵ giữa hành lang. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Elizabeth đã phá vỡ quy tắc duy nhất của Henry và bước vào. Căn phòng này giống như một nơi làm thí nghiệm, Elizabeth thấy 6 ngăn kéo có màn hình hiển thị trên đó tò mò với những gì nằm sau ngăn kéo elizabeth nhấn nút để mở nó cô bàng hoàng phát hiện bên trong là thùng đông lạnh chứa xác elizabeth thấy một bản sao của mình bất tỉnh và được bảo tồn cô kinh hãi chạy một mạch về phòng ngủ cố gắng chấn tĩnh elizabeth muốn liên lạc với bên ngoài nhưng điện thoại mất kết nối khiến cô ấy vô cùng hoảng sợ hôm sau henry trở về nhà mặc dù có cảm giác không thoải mái khi ở bên chồng nhưng elizabeth vẫn cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra điều đó là rất cần thiết để cô ấy an toàn và tìm cách thoát thân henry dường như đã nhận thấy những điểm khác lạ trong ánh mắt của vợ nửa đêm ông ta rời khỏi giường đi ra ngoài elizabeth bí mật bám theo mà không ngờ henry đã chờ sẵn chẳng nói chẳng rằng ông tỷ phú đã sát hại vợ trong đêm hôm sau claire và oliver đã giúp henry chôn cái xác trong vườn điều kỳ lạ là không ai tỏ vẻ ngạc nhiên hay hoảng sợ cứ như kiểu họ đã có kinh nghiệm làm việc này nhiều lần rồi sau khi xử lý thi thể cả ba cùng nhau ăn sáng nhưng claire lại ngồi ở vị trí chủ nhân của ngôi nhà bà ta cảnh báo henry hãy ngừng việc này lại có điều ông ta không nghe và bọn họ xảy ra tranh cãi claire đã tức giận rời khỏi bàn ăn cùng ngày hôm đó thám tử logan một người bạn của Henry tới thăm ông ta. Logan hỏi về Elizabeth nhưng Henry đổi hướng cuộc trò chuyện, ông ta cho người bạn lời khuyên để giảm căng thẳng trong công việc. Hơn tuần sau có một Elizabeth khác được đưa về nhà, tất cả sự việc đều lặp lại y như người trước đó. Lão tỷ phú bế vợ vào nhà, cũng cách giới thiệu về căn biệt thự y chang lúc trước. Điều không thể thiếu đó là đêm tân hôn, chiếc váy rơi và cây kéo làm nhiệm vụ của nó, con trâu già tiếp tục gặm đám cỏ non. Elizabeth vẫn tò mò giống như người vợ trước đó, vào trong phòng thí nghiệm cô mở ngăn kéo và thấy bản sao của mình. Elizabeth lại sợ hãi chạy vắt gió lên cổ trở về phòng, biến số xảy ra khi phân thân kia đã mở mắt, cô ấy đứng dậy bước ra ngoài sau thời gian dài được bảo quản. Cô gái có vẻ bối rối về nơi ở và danh tính của mình, bước khỏi phòng thí nghiệm cô ấy hướng về phòng ngủ. Trưa ngày hôm sau Henry mới đánh thức vợ dậy, Elizabeth liền chạy vào phòng tắm đóng cửa suy nghĩ, cô ấy cảm thấy hoang mang về cuộc hôn nhân và sự an toàn của mình. Henry đã phát hiện ra việc cô ấy đột nhập vào căn phòng kia, ông ta lại định ra tay giết người diệt khẩu. Không cam chịu với số phận Elizabeth vùng vẫy phản kháng, sau khi thoát khỏi sự khống chế cô chạy xuống cửa trước tiếc rằng nó đã bị khóa không thể thoát ra ngoài elizabeth liền lấy một con dao làm vũ khí phòng thân trong khi henry tẩm thuốc mê vào chiếc khăn ông ta bất thình lình xuất hiện phía sau chụp nó vào mặt elizabeth tưởng rằng cô ấy sẽ ngất trên cành quất nhưng không elizabeth đột nhiên vung tay đâm con dao vào gáy henry cô cố gắng mở cửa bằng dấu vân tay của ông ta nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô vọng elizabeth gọi điện cho cảnh sát nhưng không biết vị trí hiện tại nhìn qua cửa sổ cô thấy claire và oliver đang trở lại căn biệt thự cô ấy vội vàng thu dọn hiện trường vụ án sau đó ngồi trên ghế mở sách ra đọc như thể không có chuyện gì Claire có linh cảm không ổn hỏi về ông chủ elizabeth liền bảo rằng chồng mình ở trên lầu vì cảm thấy không được khỏe đột nhiên bệnh tim của Claire tái phát khiến bà đau dữ dội lúc xe cứu thương đến elizabeth biết rằng đây là cơ hội hoàn hảo để trốn thoát tuy nhiên oliver xuất hiện cảnh báo cô ấy cảnh sát cuối cùng sẽ tìm ra hung thủ giết bố mình đến lúc này elizabeth đành thừa nhận mọi chuyện oliver chẳng hề tức giận hay hoảng sợ anh động viên mẹ kế mọi chuyện sẽ ổn nếu nghe lời cả hai sau đó hợp sức vứt xác Henry ở sân sau. Oliver tiết lộ rằng Elizabeth là sản phẩm của quá trình hình thành sinh học, một thí nghiệm được thực hiện bởi hai tiến sĩ là Henry và Gray. Trong căn phòng có 6 nhân bản giống hệt nhau, theo lời của Oliver thì cô ấy là bản thứ năm của dự án tái sinh Elizabeth. Cô nàng nghe xong chỉ biết khóc nức nở, mọi chuyện lúc này cứ mông lung như một trò đùa. Vài giờ sau thám tử Logan bất ngờ đến căn biệt thự, ông ấy khá ngạc nhiên vì những lần trước chỉ gặp Henry, mà lần này lại là Elizabeth tiếp đón. Logan hỏi cô gái có gọi điện cho dịch vụ khẩn cấp không, vì ông ấy đã nhận được báo cáo có người cầu cứu. Trong khi Elizabeth còn đang bối rối thì Oliver cất tiếng, người đã gọi là Claire vì bệnh tình của bà ấy. Cảm thấy nghi ngờ Logan tiếp tục chất vấn, thế nhưng Oliver ở phía sau đã sát hại ông ta. Elizabeth chứng kiến cảnh ấy thì toát mồ hôi háng, Oliver liền chấn an mình muốn giúp nên mới làm thế. Biết ký ức trong đầu đều do Henry lập trình sẵn, Elizabeth càng trở lên hoang mang. Hai người sau đó lại cùng nhau thu dọn cái xác, mọi việc xong xuôi Oliver khuyên Elizabeth nên thu dọn đồ đạc, nhanh chóng rời khỏi đây đến nơi nào đó càng xa càng tốt. Elizabeth nghe theo thu dọn hành lý, đồ dùng mang ít để tránh cồng kềnh, nhưng tiền thì cô ấy lấy hết chẳng sót một tờ. Oliver đến nhờ Elizabeth đọc cho mình nghe nhật ký của Claire trước khi đi, cô ấy đồng ý mà không ngờ lại bị anh ta khóa trong phòng. Qua kích động Elizabeth tức giận gào hét ầm nhà, không ngờ tinh mà bị thằng mù nó lừa cho trắng mắt. Để giết thời gian cô ấy mang nhật ký của Claire ra đọc, câu chuyện bắt đầu từ 5 năm trước, khi đó Claire được Henry mời vào dự án nghiên cứu. Trong nhật ký tiết lộ rằng Elizabeth thật là vợ của Henry, bà ấy đã chết vì một bệnh lý hiếm gặp sau khi sinh Oliver. Không thể vượt qua nỗi đau mất vợ, Henry quyết định nghiên cứu cách tái tạo Elizabeth. Ông ta nhân bản 6 bản sao dựa trên người vợ đã mất. Sau 3 năm không ngừng thử nghiệm bọn họ cuối cùng đã thành công, nhưng có hai bản sao xuất hiện biến dị, khiến cho sự sống của họ không kéo dài được quá lâu. Elizabeth thứ ba sức khỏe ổn định nhưng nói năng lộn xộn, tinh thần luôn trong trạng thái bất ổn. Sau khi phát hiện căn phòng thí nghiệm, cô ấy hoảng sợ chạy xuống cầu thang định trốn khỏi ngôi nhà, nhưng cuối cùng đã được thám tử Logan đưa trở lại, Grey khi đó nói dối Elizabeth là cháu gái của mình nhằm che giấu sự thật. Vừa đọc đến đây thì Oliver mang bữa tối đến, nhân cơ hội anh ta không để phòng cô bất ngờ tấn công. Do lợi thế có thể nhìn thấy, Elizabeth đã đánh ngã anh ta xuống đất chạy ra ngoài, nhưng tiếc rằng cô ấy vẫn không mở được mật khẩu cánh cửa. Khi quay trở lại thì Oliver đã trốn thoát, Elizabeth liền lấy một con dao làm vũ khí rồi đi tìm kiếm. Oliver đang ở phòng thí nghiệm trong sóc bản sao còn lại, anh ấy hứa sẽ giúp Elizabeth rời đi nếu cho mình biết nội dung cuốn nhật ký. Vậy nhưng trong lúc cô ấy đang chăm chú nhìn bản sao của mình, đã bị Oliver bất ngờ tiêm cho liều thuốc ngủ. Elizabeth tỉnh dậy thì thấy mình bị trói vào cột sắt bằng một sợi xích, bất lực cô chỉ đành mang nhật ký của Claire ra đọc tiếp. Elizabeth thứ ba đã chết vì ngạt thở sau khi được Logan đưa về. Henry nói rằng mình không biết vì sao nhưng Claire nghi ngờ đồng nghiệp, mặc dù vậy cô ấy đã yêu Henry lên mù quáng tin tưởng. Hai người họ đã có quãng thời gian hạnh phúc bên nhau. Trong khi Elizabeth đang bận đọc thì Oliver mang thức ăn đến, anh ấy hỏi Claire có viết gì về mình trong đó không, Elizabeth liền bảo rằng bà ấy không đề cập tới anh. Ngồi trầm ngâm một hồi Oliver mới tiết lộ, vì thân thiết với một bản sao khi còn nhỏ, nên Henry đã làm anh ấy trở lên mù lòa. Trong cuốn nhật ký Claire cho biết, mình không tìm thấy bất kỳ hồ sơ nào của Elizabeth thật. Bà ấy đã nghĩ rằng Oliver không phải con của họ, mà là một người do Henry tạo ra, hay chính xác hơn là một bản sao trẻ hơn của Henry. Biết được điều này Elizabeth càng lo sợ hơn cho tương lai của mình. Chiều hôm đó trong khi cô ấy đang ngủ, Oliver bất ngờ tiếp cận dí kéo vào cổ. Anh ta yêu cầu Elizabeth phải khai thật, Claire có viết gì về mình không? Elizabeth lo lắng nói cho Oliver biết nghi ngờ của Claire, nhưng cô trấn an rằng anh không phải bản sao của Henry bởi cô ấy đã gọi đến bệnh viện xác thực mọi chuyện. Biết được rằng Oliver luôn có tình cảm với các bản sao, Elizabeth liền cố gắng quyến rũ anh ta. Cô nàng đã thành công khống chế được Oliver, khiến anh ta phải nói ra mật mã cánh cửa. Elizabeth lấy chìa khóa mở dây xích, cô ấy giận dữ liên tục đá vào bụng Oliver. Bất ngờ lúc này Elizabeth thứ sáu xuất hiện với khẩu súng trường trên tay, cô ấy tỏ vẻ bối rối không biết nên tin ai trong hoàn cảnh này elizabeth thứ năm lấy được cây kéo dưới sàn không chế oliver để làm lá chắn cho mình vậy nhưng không ngờ elizabeth số 6 nổ súng bắn cả hai người elizabeth thứ năm mặc dù bị thương nhưng vẫn cố gắng chạy ra ngoài trước khi chết cô ấy bảo nhân bản hãy đọc nhật ký của cây khi này elizabeth số 6 mới biết được toàn bộ sự thật cô ấy rơi nước mắt vì đó chẳng khác nào những bi kịch liên hoàn Claire bình phục sau cơn đau tim trở về ngôi nhà, Elizabeth điềm tĩnh chờ bà ấy bước vào đưa ra cuốn nhật ký cuối cùng Elizabeth cũng đã có được cuộc sống tự do của riêng mình. Và đó cũng là những tình tiết cuối cùng của bộ phim. Nếu thấy hay đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong video sau.